Thì nói chung là vẫn là cái thử thách phối đồ đó mọi người, nhưng mà hôm nay sẽ là một cái tay khác. Đó chính là với tất cả đồ sọc caro. Ủa dạ, không phối mà hai bộ đó. Không, cái này là bách rau thôi anh, em đứng đây cho lạ thôi nè. Nói không giống như ba người vậy đó. Hai con hậu đứng cái bên. Ok, thì nói chung là hôm nay Linh sẽ thực hiện một cái thử thách đó. Do là các bạn yêu cầu cũng khá nhiều là cứ kêu Linh phối đồ cho các bạn xem. Ok, thì hôm nay Linh sẽ phối tiếp đó. Nhưng mà trước khi vô clip á, thì các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe ủng hộ kênh của Linh nha. Và đừng có quên là các bạn nhấn nút để ủng hộ Linh nè. Đó, vô đó xem live stream tương tác thả tim hằng ngày nha. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi phối đồ thôi. Ok, bây giờ Linh sẽ dẫn mọi người đi phối đồ nha. Gì á, ngoài này không đứng đứng chen cái đó, đổ nè, đổ nè. Đi được không? Không. Nói chung là cái đồ cano á là Linh cũng ít khi nào mặc lắm mọi người. Mọi người nhìn mọi người sẽ biết ít khi nào mặc lắm. Nhưng mà hôm nay trên là dù đúng phối đại luôn, không biết có đẹp hay không. Tí mình nhờ mọi người chấm điểm. Bây giờ mình sẽ lựa caro nha. Nguyên cái xào này là thấy không có rô rồi đó. Không có caro nào ở đây trơn á. Rô cái nhìn cái biết liền á, à, đó giống như bộ này nè. Nhìn cái thấy rô liền mọi người thấy không? Sọc. Mà không có rô phải không? Đó, sọc caro đó. À. Nhưng mà bộ này chưa ưng, Linh chưa chốt đâu. Có một khác đi. Bộ đó. Đây. Một bộ caro nữa. Đó. Ý, bộ này màu mèo khá là hàng hơn nè. Nhìn cái khoái liền nè. Đó. Đây, bộ này là một bộ kiểu Lolita mọi người. Cái áo tay dài với một cái váy yếm. Ừ. Baby, ý, em chốt bộ này. Mình sẽ chọn bộ caro này nha mọi người. Caro hồng vàng nó dễ thương quá. Bây giờ mình sẽ đi phối tiếp túi sách với lại phụ kiện gì đó đi. Túi sách mà kiếm caro cũng hơi bị khó đó. Nên là mình nghĩ là nên phối đồ caro thôi, còn túi sách thì mình nghĩ cái nào nó hợp phối luôn. Thấy không biết ngay mà. Ở trên đây làm gì có caro. Thấy chưa? Gì? Đó em đố anh kiếm được luôn á. Làm gì có caro. Vậy là mình phối cái nào hợp thì thôi nha. Mọi người thông cảm vì cái đó khó kiếm lắm á. Cái bộ này nó bánh bèo thì phải phối cái gì đó hơi cute. Cái này cũng không cute cho lắm. Sai sai nha. Không được. Cái này được nè mọi người. Một cái túi đeo chéo hình con gấu dễ thương quá à. Rất là hợp với cái bộ này luôn. Ok. Em chốt cái này. Bây giờ mình kiếm một cái số gì đó mình gắn lên trên tóc đi. Caro. Khó hơi khó nha mọi người. Được á, nhưng mà tầm 70% mà chưa thấy ok lắm. Nguyên chế đạo. Caro. Có caro luôn nè mọi người. Như banana. À không, sao thấy mỏ nổi hơn vậy? Nó gắn lên đầu mà nó đâu có thấy nhiều đâu, nó chỉ thấy được miếng phía trước thôi nè. Em biết rồi ạ. Để em phối thử đi. Tại vì cái này nó cũng caro nhưng mà nó cũng hồng hồng giống cái này nè. Giờ mình sẽ phối cái này lên trước. Nếu mà tí hồng hồng mình đổi mới gì. Chốt cái này. Ok. Ê, đi đâu ạ? Cái đồ chứ đi đâu? Cái đồ chứ biến hình đi. À, biến cho nhanh chứ vậy. Đúng rồi, biến hình đi cho nhanh. Cái đồ lâu quá rồi. Chuẩn bị. Chuẩn bị phải đẹp. 1, 2, 3. Ghê không? Nhanh liền cho mình. Ghê vậy? Em sẽ đi cắt quốc. Có cắt quốc mới được. Rồi chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Go. Hey. Cái đeo đầu hơi nổi đấy nha. Không, nhưng mà nó cũng như cái rô hồng hồng mà. Cái được mà nó kỳ vậy. Hồng người ta này là hồng pastel. Hồng kia là hồng tươi. Mình thấy cái style kiểu này nè mọi người thì hợp với mấy cái bạn mà kiểu như dễ thương, bánh bèo mà muốn trẻ trung á mọi người. Đó, mặc vô thì bánh bèo nhẹ nhàng xíu. Đó, thì phối bộ này rất đẹp. Linh là Linh hay mặc đồ cá tính nhưng mà Linh mặc cái bộ này vô vẫn thấy hợp mọi người thấy không? Tại cái bộ này nó dễ hợp lắm. Ốm hay mập hay gì cũng mặc được hết trơn á. Đó. Mặc vô là thấy trẻ lại liền. Hi, nên là Linh đảm bảo các bạn đa số là sẽ thích bộ này. Ok, giờ mình sẽ đi phối bộ thứ hai.
và cái quần hơi nhạt. Hơi nhạt mình phải thêm muối vô. Trời ơi, cái gì mà nguyên một cái hồng đào ở đây vậy trời. Màu đẹp không nghe, mới không nghe. Mà cà rô đây đấy, đấy cà rô đấy. Một cái bé sao giống màu hồng này nữa vậy? Giống rồi đó. Thấy không mà cái áo nó không có hồng. Ủa lộn, nó không có cà rô, lộn lộn. Thôi đổi màu khác đi. Đổi đi. Ủa gì giống quá à, phối nó cũng như nhau thôi. Thôi mình đi chỗ khác. Con lấy rồi, nhưng nó rớt vô tay mình luôn. Vậy là anh mua cho em cái này luôn đi. Tiền đâu mua? Mắc cười quá. Làm sao không gì hết trơn á. Mua chùm keo, chùm keo. Sống khó khăn, dịch bệnh hoành hành. Thôi thôi thôi, anh bỏ luôn đi. Không than nữa chứ. Ở đây có caro nè. Hí. Cái này caro nè. Cái giỡn hồng hồng. Mới mọc khác. Caro mà nó có nhiều màu lắm nên là mình ví dụ như bộ này. Ai bộ này bữa mặc là màu xanh phối rồi đúng không? Đúng rồi. À, không chờ. Cũng caro này nhưng mà phối rồi thôi, mình mua rồi không lấy nữa đâu. Đó mình cứ thích. Đấy 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 anh. Wow. Cái bộ này lạ luôn nha, chưa bao giờ em phối bộ này nha. Nè, một cái áo lớp tớp. Có khung co giãn đàng hoàng, cái này là ốm hay mập thì mặc vô nó cũng vừa hết nha. Ok ok, chốt đơn chốt đơn chốt đơn. Đang nói chuyện nè. Để coi cái chân váy coi. Cái chân váy hình chữ A có cái túi nữa. Nhưng mà túi giả mọi người ơi. Trong này không có túi. Cái này là nó chỉ giả thôi. Cái này là bộ này đẹp á. Chốt bộ này đi. Bây giờ mình sẽ phối tiếp phụ kiện giống như túi sách. Túi sách lên chậm. Màu vàng. Cái này đi. Em hốt luôn anh. Em hốt luôn anh. Hợp nè. Cái ba lô này nó hơi sai nè, nó hơi to đó. Không có cái nào hợp cả. Phải kiếm cái túi này nhỏ nhắn thôi. Tại cái này nó hơi bánh bèo. Đó, nhỏ xíu kìa. Anh hay quá nghe. Trời ơi, màu vàng luôn á. Ngon. Ok, nè mình phối cái này đi. Quá hợp. Trời ok, nguyên một tông vàng khè, vàng ơ, banh ơ luôn rồi nè. Bây giờ là đi thay đồ tiếp. Ủa, không biến hình nữa hả? Biến đi cho nhanh. Ok, bộ hai chuẩn bị. Dữ dằn dữ méo. Trời đất ơi, dằn khè luôn con. Đó, bây giờ Linh sẽ trình diễn trên trang cho các bạn xem nhé. Thấy thần thái em thấy ghê chưa? À, chấm lòng quá. Đi viết là em làm người mẫu được luôn. Thấy ghê không? Đó, đây là cái thứ hai nha mọi người. Đó, nguyên một cây dằn khè. Đây là một cái tai mèo, ừ, cái cài tai mèo màu vàng he. Một cái túi sách màu vàng he, nhỏ nhỏ dễ thương hợp với bộ đồ he. Đó, đây là một cái set đồ. Trong váy chữ A he. Đó, một cái áo crop top. Kèm một cái áo phông trắng ở phía trong. Cái này các bạn có thể phối được hai mẫu luôn. Một mẫu là mặc như vậy đúng không? Thêm một cái áo crop top trắng ở trong vậy. Nó sẽ ra giống như bộ của Linh mặc. Còn set thứ hai các bạn có dễ phối nữa là bỏ cái áo trắng này ra. Đó, các bạn mặc được cái áo dây. Lớp crop top dây nó hơi bị nó đúng rồi. Đây. Set này tiện đó mọi người, có được hai set thật ngon nha. Ok, các bạn thấy cái set thứ hai này như thế nào, các bạn hãy nhớ comment cho Linh biết với nha. Ok, còn bây giờ mình sẽ đi phối set thứ ba. Mình nghĩ nãy giờ mình đi kiếm cái này. Cái này. Cái này chưa kiếm. Màu quen quen. Cái này như thọc caro nè, nhưng mà hôm bữa mình phối màu xanh dương rồi. Bỏ lại sọc caro ơi. Hello. Nè mọi người. Wow, cái này lạ nha. Cái này kiểu như sườn xám á. Sườn xám mà sọc caro. Ê, cái này giống trung thu á anh. Em nhìn em thấy là trung thu đâu đây nè. Đúng không? Bộ này lão rồi đó, giờ em chưa mặc cái bộ này bao giờ. Ý, được không, được không? Nó là cùng màu à. Sao? Nãy hả? Bộ này đẹp rồi mọi người, trời ơi. Nhưng mà tại vì mới mặc màu vàng rồi, bây giờ mình mặc màu vàng nữa thì nó hơi nhạt. Nói chung là bộ này ok đó. Nhưng mà thôi mình mặc bộ khác đi, cho nó khác màu tí nha mọi người. Mình kiếm cái phòng khác đi.
này có túi sọc không anh? Có chứ, cái đó cũng sọc mà. Đó. Sọc nè, sọc cái rô nè. Wow. Bộ này cũng từ từ cái bộ hồi nãy. Cái bộ hồi nãy là nhìn vô là thấy Trung Thu đúng không? Cái này là nhìn vô là thấy nguyên vườn cây Đà Lạt đó. Vườn bông chứ. Chí, nhưng mà cái này cũng lạ, chưa có mặc cái kiểu này bao giờ. À, nên là mình sẽ chốt bộ này đi, cho nó nhanh. Nè, cái rô nè. Chí. Sao như bộ này đẹp hơn? Caro tính ra cũng nhiều cái bộ, nhưng mà đến chốt bộ này thôi chốt mình đi đi, bộ thứ ba. Cái bộ này cái kim túi hơi bị căng đó nha. Có cái túi nào màu xanh riêu đâu trời. Cái này hơi đứng không được, cũng không được luôn. Ngon không anh? Ngon không anh? À cũng hợp đó. Em thấy cái này ngon này, hốt cái này đi, chốt đơn liền. Vậy cho nhanh gọn. Rồi vô đây luôn em ơi. Bây giờ mình sẽ lựa sân chi đi. Sân chi. Đó, một cái hàng quen thuộc. Đó, bông hoa lá hẹp anh ơi. Hình nào cũng có nha mọi người. Nhiều quá giờ biết lựa gì. Bây giờ cái này màu xanh thì mình nên lựa màu xanh. Xanh bơ, xanh lá. Nhắn được. Đây. Trời ơi, caro luôn nè mọi người. Trời ơi, caro đúng màu xanh luôn nè. Ngon á. Mình lấy hai cái này đi. Một hai chùm luôn. Nó lâu lâu cho trẻ chung chứ. Ok, tôi sẽ chốt bộ này nha mọi người. Bộ thứ ba nha, bây giờ là thay luôn tại chỗ luôn nè. Chứ sao nãy giờ vậy rồi. Đây là set thứ ba nha mọi người. Đó, set sọc caro thứ ba nữa. Nguyên con caro luôn. Nãy là nguyên con vàng khè, giờ là nguyên con xanh lè. Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Đó, đây là hai cái bụng tóc xanh chia. Đó, xanh chia gì đó. Được lên đây tập caro luôn nha, phụ kiện caro luôn nha. Đó, một cái váy caro bông cúc. À, cái váy này mặc lên nhìn lão ha. Đây là một cái túi sách châm châu ngọc lụ ngọc trai. Ủa vậy hả? À ngọc trai. Ừ ngọc trai đó. Ok, Linh đã phối xong set thứ ba rồi mọi người. Mọi người thấy set 1, set 2 và set 3 là các bạn thích set nào nhất thì các bạn hãy nhớ comment nha. Ok, comment xem các bạn có cùng ý kiến với Linh không. Chứ theo như Linh thấy là Linh phối 3 bộ đúng không? Thì bộ thứ nhất, bộ thứ hai, bộ thứ ba. Linh thích bộ thứ nhất. Bộ thứ nhất nhìn dễ thương hơn, nó thay đổi cái style của mình hàng ngày. Ok. Đó. Cái gì xong rồi, xong rồi được rồi. Ok, Linh đã thực hiện xong cái thử thách phối tất cả đồ caro rồi. Đó, nếu mọi người thích cái clip này thì hãy nhớ nhấn like và subscribe ủng hộ cho kênh của Linh nha. Và nếu như các bạn muốn Linh phối đồ theo cái style gì nữa thì các bạn hãy nhớ comment ở phía dưới, Linh sẽ đọc và lựa ra cái comment nào mà hay nhất thì Linh sẽ bắt đầu thực hiện theo cho các bạn xem nhé. Ok, còn bây giờ thì bye bye.